Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Ờ hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh mẫu Zippo trắng trúc, một mẫu được rất là nhiều anh yêu thích và lựa chọn. Um... Mẫu này có mã hàng nhà em là Z166, các anh có thể truy cập website ambe.vn, vào vào tìm kiếm là Z166 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc là các anh có thể là xem hình ảnh chụp khác nét ở các uh, góc cạnh khác nhau. Uh, lưu ý dùm em một chút là khi đặt hàng thì các anh cũng phải nhớ chính xác cho em là um, mã sản phẩm để bên em có thể là giao hàng đúng cho các anh nhé. Mã sản phẩm thì em có để ở trên góc trái màn hình vị chính như vậy các anh lưu ý dùm em. Đó Ở đây là Z166 Màu vàng trơn bóng rất là đẹp Khác hình trang trúc Đây là bụi trúc Và đây là mặt trăng Đã, Màu trơn bóng Ngoài ra thì các anh có thể yêu cầu khác thêm tên vào đây Hoặc là bên sườn Hoặc là mặt sau như thế này Mặt sau trơn như thế này mình có thể khắc thêm tên rất là ok luôn không có vấn đề gì cả cái mẫu này thì là bật lửa Zippo chính hãng và mộc đáy lồi ở đây là sản xuất năm 19 nhà em trên đời số mới chính vì vậy sẽ khi các anh đặt hàng thì sẽ giao ngẫu nhiên Đấy, bánh xe chéo các anh có thể bật chế độ full HD lên để xem chi tiết giúp em nhé chạm lấy nét để cho các anh có thể quan sát thêm này đó à, búa cam này lưỡi gà cũng như là buồng đốt này hàng chính hãng đây là ruột vàng nhé các anh đó, A19 và LN18 không sao cả, không vấn đề gì cả. Cái vấn đề gì? không trùng năm như thế này em cũng đã có một clip nói về nó rồi đấy thì các anh có thể tìm hiểu thêm xem thêm ở trên kênh youtube của em tại sao nó lại không trùng năm nhé tiếng kêu cực kỳ hay luôn đây là chất liệu bằng đồng thế nên là nó không bay màu đâu các anh hoàn toàn yên tâm nhé dùng mấy năm thì nó vẫn là màu vàng và nó gần như là không bao giờ phai màu hết nó chỉ bài mòn thôi nó có màu thời gian màu thời gian thì dùng cái gì nó cũng phải có màu thời gian rồi nó mới đẹp một tiếng kêu hay hơn nữa thì các anh về nhà các anh dùng một thời gian ấy thì nó sẽ có tiếng kêu hay hơn nữa ở đây là tiếng kêu uh, ban đầu của Zippo thôi. Đấy, tiếng kêu tiêu chuẩn. Rất là sắc nét. Đây là hàng chính hãng cam kết với các anh là bán hàng chính hãng bảo hành trọn đời nên các anh hoàn toàn yên tâm. Đấy. Mã hàng là Z166. Các anh vui lòng nhớ hộ em nhé anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới cái video này ambe shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc là các anh có thể truy cập website ambe vn đặt mua luôn ở trên website anh nào mà muốn tiết kiệm thời gian thì vui lòng gọi cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé Nên cảm ơn các anh rất là nhiều